tạng ở các nơi, nhưng họ lại đem dâng cúng các ngài. Đạt khi này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tính thi, tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anjalikarani yo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punyaketang lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mạng theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biên tri, 12.000 vị chánh biên tri và 500.000 vị chánh biên tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biên tri, 24.000 vị chánh biên tri và 1 triệu vị chánh biên tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biên tri, 48.000 vị chánh biên tri và 2 triệu vị chánh biên tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Nam mô Bụt Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, theo lời chỉ dẫn của sư Thanh Tâm thì bây giờ đạo tràng sẽ xin thọ chỉ tam quy và ngũ giới. Dạ, ôi dạ con kính đảnh lễ thầy Kinh. Dạ. Chị Kim Nhung ơi, xin chị có rảnh không? Nếu mà chị rảnh xin chị lên xin thọ tam quy và ngũ giới nha chị. Xin cho bàn tay xinh đẹp của chị ạ. Không rảnh hả nhé. Chị Hà rảnh không? Ok. Không có thấy tại chị Hà vậy con xin đại. Dạ chị Hà, mời chị Hà ạ. Chị Hà, theo lời chỉ dẫn của sư Thanh Tâm thì chị xin thỉnh ngài sư Nguyên Thông cho mình tam quy và ngũ giới nha. Dạ, cảm ơn chị, mời chị ạ. Dạ, Nam mô Bụt Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào thầy Kinh và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni cùng đạo tràng. Dạ. Dạ, con kính mời Phật tử cùng con đọc thọ trì tam quy và ngũ giới. Uất ca sa ma dành phần tê vi sùng vi sùng rắc ca na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ya cha du đi dầm bi ma dành phần tê vi sùng rắc ca na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha si la ni ya cha ma ta ti yam bi
ma dân phần tê vi sung vi sung rắc ca nát tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Dạ, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con kính thỉnh sư thông truyền tâm nguyện ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, dhammaṃ saraṇaṃ gacchami, sanghaṃ saraṇaṃ gacchami, dutiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, dutiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchami, dutiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchami, tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchami, tatiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duddhiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duddhiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duddhiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyam bi sangkhang saranam gacchami. Tisaranak gahanang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu pa na ti pa ta về ramani sikha badang samaniya mi adinna dana về ramani sikha badang samaniya mi kame sumicha chara Vê Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Musa Vada Vê Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Sura Me Raya Machapa Madathana Vê Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Ama Phante Banati Pata Vê Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami. Kame sumicca chara veramani sikha badang samadhiyami. Musavada veramani sikha badang samadhiyami. Surameraya matjap pamadathana Vê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Thế Tôn có dạy rằng Imani Pancha Sikha Padani Sadukanka Toa Pa Madena Nichakalang Samara Kitab Bang Chư Thiện Thính. Sau khi đã thọ trì tam quy và ngụ giới nơi tam bảo, hãy ráng vân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. A ma phần tê dạ sinh vân. Thế Tôn có dạy rằng si lê nê su kê tinh giang thi si lê nê phô kê sâm bá đa si lê nê ni buôn thi giang thi tát ma si lăng vi sô thát dê. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các có ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Bây giờ các con xin sám hối. Dạ, con xin cùng đạo tràng
đọc sám hối Phật pháp tăng. Uttamang gena vandehang bada ban sung varuttamang butthe yo kalito doso butho kamatu tang mamang uttamang gena vandehang thamman chadui tham varang thamme yo kalito doso thammo kamatu tang mamang uttamang gena vandehang sanghang chadu vitho tamang sangheyo kalito doso sangho kamatu tang mamang. Dạ con xin trao mít lại cho sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng. Sakkatva buddha ratanang o satang o tamang varang hitang deva manusanang buddha te che naso thinana sang tupadava sabbe dukha va pasamang tute. Sakkatva dhamma ratanang o satang o tamang varang parilahu pasamanang thamma te che naso thinana sang tupadava sabbe payavu pasamang tute. Sakkatva sangharatanang o satang o tamang varang ahuneyang pahuneyang sanghatai chay naso thinana sangtumadava sabbe rugavu pasamantu tay. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự minh quang và vẻ quy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự minh quang và vẻ quy linh của Đức Tăng. Nhờ lòng tôn kính tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghinh tôn trọng, si tâm mát thu si tâm mát thu si tâm mát thu y lăng pha lăng etasmin ratanatayatmin sampasada necheta so, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thức sa thức lành thai. Dạ con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tâm nguyên ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con cũng thấy thầy kinh đã vào đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư. Thamma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma dasana yajaya tha. Brahma cha lokathipati saham pati ka tanjali anti warang ayajatha. Santi tassa Tapparat chap chakati ka de se tu tham mang anu kam vi mang ba chang. Sat tham ma se vin vina yan chakayang su tan cha ban tham avi tham ma chang mang. A ko ta yan to cha tu sa cha dan dang bap po tha nay ye bay sa ya mat che. Dạ, con kính trao mít lại cho thầy kinh giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin trao mít cho thầy thử âm thanh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, quý vị nghe rõ mà. Dạ, rồi. À, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong rừng, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta trở lại học tiếp về bài cảnh, 21 cảnh. Thì trước học tới đâu hả?
Tới phần này như là hết phần C chứ, hết nhóm C chứ. Cảnh tiếp ăn, ok. Rồi, bây giờ chúng ta học xong cái phần cảnh tiếp ăn. Xong phần C. Rồi, để bắt đầu vào buổi học, chúng ta cùng nhau lãnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sankang Namami Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Anuttamang Aphivadiyapasissang Aphithammattasangang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng thần cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vị diệu pháp. Nam mô Thầy ạ, Nam mô Tham ạ, Nam mô Sơn ạ. Để bắt đầu vào buổi học thì chúng ta cùng nhau đọc phần Pali trước ha. Mời quý vị cùng nhau quan hỷ, tranh thủ đọc cho nhanh để có thời giờ để mình vô bài. Rồi, xin mời quý vị thay phiên nhau giơ tay lên đọc nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, thưa sư Nguyên Thông, chúng con kính thỉnh sư làm đầu tao, đọc trước cho tụi con nêu tao. Dạ, con xin cho biết lòng cho sư. Dạ, con xin phép được đọc trước. Dạ. Alambanasangaho, tất yếu về đối tượng cảnh đoạn 2. Tathachakudwari ka chitta năng sabbe sampirupang e vaaramanang tang cha bak chuppanang e vatatha chakudwari ka chitta năng sabbe sambi sambirupang e vaaramanang tan cha bác chấp ban năng e bát tha chắc khu đoà ra di ca năng sáp bê sam bi ru bằng e ba ram ma năng tan cha bác chấp ban năng e bát tha chắc khu đoà so ta đoà ri chắc chiết ta đi năng pi sát tha đi ni tăng ta ni chắc bác ta ni chắc bác chấp ban na ni e dê và với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra lúc hiện tại cũng thế. Cũng thế ấy, âm thanh vân vân và đối với nhĩ thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rí ca chít tà năng pa na chắc bi thăng pi pát chú pan năng a ti tăng a na gá tăng ca lê bi mút tăng chá giá tha rá hăng a lâm bá năng hô tí nhận nhân sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Và con nhìn đọc xong xin mọi người kể. Mô Phật, trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Sư Nguyên Thông, chào Thầy Kinh, chào quý cô và chào Đạo Tràng. Bây giờ sư xin đọc bài Alambana Sangaho, toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 2, Attha Chakhu Dwarika Chitta Nang Sabbe Sa sabbe sambi rupang eva aramanang tanja bhakchuppannang eva tatha sota dwarika citta dinang pi sadda dini tanija bhakchuppanya ni eva. Với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy,
chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhĩ thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dvarika citta năng pana chipi thằng vi bắt chúc bành năng a tì tăng anagatang kala vi mút tăng cha yatha rahang a lam ba năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh ngay qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, mô Phật kính mời quý vị. Yeah. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tăng Đức Tôn Ni, và con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn Sích Châu Nguyễn đã post bài, con xin đọc ạ. À lâm bá ná sằng gá hồ tác yếu về đối tượng cảnh, đoạn 2. Tác thác chắc hút đoà quý chắc chít tà năng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rầm mát năng thành chấp bắt chấp bành năng ê quá tát thà sô tát đòa rí chắc chít tà đi năng bí sát đà đi ni tà ni chấp bắt chấp bành nà ni dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và Mano dva rikacitta nang bana chấp bi thầm bi bách chấp bàn nang ati tăng anagatang cà la quy mút tăng cha gia thà ra hằng à lầm bá nằng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Cảm ơn sức đã post bài. Dạ, con cảm ơn thầy kinh. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. Kính mời huynh thính pháp. Dạ, con xin xuống đất ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con kính lễ chư Đông Đức Tăng, quý bà cô thượng đệ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 2 ạ. Dạ. Alambana Sankaho, tốt yếu và đối tượng cảnh, đoạn 2. Dạ. Tattha Chakkhudvarika Citta Nang Sappe Sambi Rubang Eva Arammanang tàn chấp bất chấp bằng năng e vắt tát thà so tát đồ rí cả chít tà ni năng bị sát đà đi ni tà ni chấp bất chấp bằng ni về vắt. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, sẽ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đồ rí cả chít ta chít ta năng bana chấp bị thầm bị bất chấp bằng năng át tì tăng an na gắt tăng cả lá vi mút tăng chả dạ thà ra hằng a lâm bán năng hồ tí. Nhưng sáu loại của tâm pháp sanh qua ý môn thì trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc vào thời gian. Dạ, con xin chứng minh những mít lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, alo. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. À làm ba na sằng ga hồ toát yếu về đối tượng cảnh, đoạn 2. Tác tha chắc
khut đoà ri ca chít ta năng sắp bê sam bi rô băng ê quá a ram ma năng tành cha bách chấp ban năng ê quá ta tha so ta đoà ri ca chít ta đi nam bi sát đa đi ni ta ni cha bách chấp ban na ni dê quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể ấy, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Nô đoà ri ca chít ta năng ba na chấp bít tham bi bách chấp ban năng a tì tăng a na ga tăng ca la quy mút tành cha gia tha ra hằng a lam ba năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ, cảm ơn Trung Nguyễn Phước Bài. Dạ, xin mời Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông. Kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. À, lầm bá na sằng gá hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 2. Tát thá chắc khú đoà rí ká chít tà năng, sắp bê sầm bí rù băng, ê quá à râm má năng, tành chá bắc chúp bành năng ê quá. Tát thà sô tá đoà rí ká chít tà đi năng, bí sách đà đi ní, tà ní chá bách bàn nà ni dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhĩ thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa ri ca chít tà năng, ba na chấp thằng, bi bách chúp bàn năng, á tì tăng, á nà gá tăng, cà la quýt mút tần cha giá thà ra hằng à lầm ba năng hồ. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, con đã đọc bài xong, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm, kính lãnh lễ Sư Minh Thông, kính chào thầy Tinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài, cảm ơn cho Nguyễn đăng bài. À lầm ba na sằng cá hồ, tất yếu về đối tượng cảnh, đoạn 2. Tất thà chắc khu đòa riết ca chích tà năng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rầm má năng tành cha bách chúc toàn nằm ê quá tất thà sô ta đoà rí ca chích ta đi năng bí sáp đà đi ní ta nít cha bách chúc toàn nà ní dê quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh vân vân, đối tượng nhĩ thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà ri ca chít tà năng ba na chấp bi tham bi bách chúp ban năng a tì tăng a na ga tăng ca la quýt mút tăng cha đa thà ra hầm a lầm ba năng hồ tí. Sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy thuộc trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, con xin cho mít cho vị kế tiếp. Dạ, con xin đọc bài ạ.
làm Bana Sằng Gá Hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 2. Tát Thá Chắc Khú Đoà Rí Cá Chít Tà Nàng Sắp Bề Sầm Bí Rù Bá Mề Quá À Rầm Má Nàng Tành Chá Bách Chúp Bành Nàng Ê Quá Tá Thà Sồ Tá Đoà Rí Cá Chít Tà Đi Nàng Bí Sách Đà Đi Ní Tà Ní Bá Chá Bách Chúp Bành Nà Ní Dề Quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy ấy âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Má nô đòa, rí cá chích tà nằng bá ná chấp bí thầm bí bách chúc bành nằng á tì tằng á nà gá tằng cà lá quý mút. Tành chá giá thà rá hằng à làm bá nằng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ, xin tri ân cho Nguyễn Bố Bài. Dạ, con xin kính nhường vị kế tiếp ạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo Sư Tâm Tâm và Thầy Kinh và Đạo Tràng. Thưa con xin đọc bài. Alam Bana Sagaho tót yếu về đối tượng cảnh đoạn 2. Tattha Chakku Doa Rika Chita Nam Sape sapi rupang ewa aram matnam tan cha patupan nam ewa tattha sutta do rika chita dinam pi satta dini ta ni cha patupana ni ewa. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cũng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano toa rikat chi tat nam panna chapit tham pi panchup pan nam ati nam anna katam ka la vimut tan cha Yatha Rantham Alam Patnam Ho Ti. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ thưa con xin cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ cô Nhung, dạ tại vì con không thấy ai lên nữa hết nên thôi con lên ạ. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn sư Nguyên Thông ạ. Alam Banasangaho tác yếu về đối tượng cảnh đoạn 2. Tathachakudva rikacitta nang sabbe sambiru bang ewa aram manang tanjapachupan nang ewa tathasotadva rikacitta.
ta đi nam bí sát đà đi ni ta ni cha bắc chú bành nà ni dê quá. Với tất cả những loại nhận thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đà rí ca chít tà năng pa nắp chấp bí thầm bí bắc chấp bàn năng à á tì tàng á nà gát tàng cà la quý mút tàng cha gia thà ra hàm à làm ba năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nghe thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con thấy lớp đã đọc bài hết rồi. Con xin thay mặt lớp học kính thỉnh thầy kinh cơ thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay bạch thầy. Dạ con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Phật Ma Giá, nam mô Sa Khà Giá. Dạ, sợ lắm. Thấy Như Quỳnh vô, sao không thấy giơ tay, không thấy đọc hả? Rồi, thôi giờ không đọc, trễ rồi, hết giờ đọc. Dạ, kính thưa quý vị, đừng gọi đọc tới nhóm C phải không? Nhóm C, ai lên... ai lên đọc lại cái bài từ rồi chút xíu đi cho nó có cái trớn để em học tiếp. Ai tình nguyện giơ tay lên đọc cái bài từ rồi đi. À ok. Nào giơ tay. Rồi mời mình vô nha. Dạ thưa thầy, tuần rồi là mình học ngày 18 tháng 9 năm 2020, nhóm C từ 10 cho tới 12, số 10 cảnh dục giới. Kamaramana chi pháp có 21 sắc pháp, trừ 7 sắc cảnh là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, đất, lửa, gió. Cộng với 54 tâm dục giới và những tâm sở thuộc dục giới, biết nhất định có 25 tâm, 17 tâm vô nhân, trừ kháng ý môn, cộng với 8 tâm đại quả dục giới. 25 loại tâm này chỉ biết duy nhất cảnh dục giới. Trừ kháng ý môn thì biết đủ thứ, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 17 tâm vô nhân chỉ biết cảnh dục giới mà không biết cảnh thiền. 8 tâm đại quả dục giới là những tâm quả thiện thọ hỷ, làm phận sự sinh hộ kiếp và tử thuộc dục giới mà không bước qua được cưỡng cửa của sắc giới và vô sắc giới. Biết không nhất định thì có 31 tâm. Là 12 tâm bất thiện, cộng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, cộng 8 tâm di tác dục giới tịnh hảo, cộng 1 cái kháng ý môn và cộng 2 tâm thông. Tổng cộng có 56 tâm, gồm 25 tâm biết nhất định và 31 tâm biết bất định hoặc là không nhất định. Cả hai đều
Chữ đổ qua đổ lại cho thầy. Số 11, cảnh đáo đại Mahagata Rammana là cảnh thiền, sắc giới và vô sắc giới. Chi pháp có 27 tâm thiền cộng với tâm sở phối hợp. 27 tâm thiền gồm có 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Biết nhất định có 6 tâm, 3 thức vô biên xứ và 3 phi tưởng, phi tưởng xứ. Ba cái thức vô biên xứ chỉ biết cảnh đáo đại riêng biệt. Ba thức vô biên xứ bắt tâm ba thức vô biên xứ bắt tâm không vô biên xứ làm đối tượng, và ba phi tưởng phi tưởng xứ bắt tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng. Biết không nhất định có 31 tâm, một kháng ý môn cộng với 12 tâm bất thiện, cộng với 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, cộng với 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, cộng với 2 tâm thông. Tổng cộng có 37 tâm, gồm có 6 tâm biết nhất định và 31 tâm biết bất định. 12. Cảnh Niết Bàn Nibbana Rammana, chi pháp là Niết Bàn. Biết nhất định có 40 tâm siêu thế, biết cảnh Niết Bàn một cách nhất định, ngoài ra không biết những cảnh khác. Biết không nhất định thì có 11 tâm, kháng ý môn, cộng với 4 tâm thiện dục giới hợp trí, cộng với 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, cộng với 2 tâm thông. Tổng kết, có 51 tâm biết được cảnh Niết Bàn, 40 tâm biết nhất định và 11 tâm biết bất định. Dạ, con đã đọc xong, con xin nhân mic lại cho thầy. Xà thứ, xà thứ. Cảm ơn Minh Dương rất nhiều. Từ rồi bây giờ chúng ta học xong cảnh Niết Bàn. Coi như học mà biết được cảnh Niết Bàn thì thôi, tới đây thôi, học gì nữa. Biết được cảnh Niết Bàn thôi, để xong giảng tồn. Dương đâu cười. Cảnh Niết Bàn là cảnh cuối cùng, để xong. Đắt là đắt hết rồi. Rồi, chúng tôi vậy. Hôm nay mình đi vô nhóm mới là nhóm D. Nhóm D từ 13 đến 14. Từ 13 đến 14. Rồi, 13. Vào 13 cảnh danh pháp. 13 cảnh danh pháp. Nam Aramana, cảnh danh pháp. Rồi, chi pháp, hai chấm, tâm sở, niết bàn. Tâm sở, niết bàn. Rồi, như vậy chúng ta bước vào một cái đề tài là nói về cảnh thuộc về danh pháp, tức là trong cái pháp mà chân đế chúng ta phân làm hai, cái sắc pháp và danh pháp. Thì giờ chúng ta sẽ nói về cảnh danh pháp, tức là cảnh danh pháp bao gồm có tâm sở và niết bàn, được gọi là cảnh danh pháp. Như quý vị học về chi pháp này còn nhớ không, biết còn nhớ không? Sắc pháp, danh pháp chia làm hai, là tục đế, chân đế vô vi, chân đế hữu vi này kia ha. Biết hết ra hay còn nhớ không, biết còn nhớ không? Rồi, bây giờ chúng ta xuống nhập biết cảnh danh pháp nhất định ha. Bây giờ mình biết nhất định. Biết nhất định. Biết nhất định. Biết nhất định. Có 46 tâm. Có 46 tâm.
40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế. Cộng 3 thức vô biên xứ. Cộng 3 phi tưởng phi phi tưởng xứ. 40 tâm siêu thế cộng 3 thức vô biên xứ, cộng 3 phi tưởng phi phi tưởng xứ. 3 thức vô biên xứ, 3 phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào vấn đề thì khi mà nói đến cảnh danh pháp thì chúng ta biết chi pháp gồm có tâm, tâm sở và niết bàn ha, là thuộc về danh pháp. Là sắc pháp là ngoài ra ha. Thì danh pháp là gồm có tâm, tâm sở và niết bàn gồm lại được gọi là danh pháp. Thì bây giờ biết cái cảnh danh pháp nè, biết một trong ba cái danh pháp nè thì nhất định biết một cách nhất định, tức là duy nhất chỉ biết cảnh danh pháp thôi. À, thì nó có 46 tâm. À, mình nhớ rằng nó biết nhất định là nó có 46 tâm, tức là nhất định này là nó chỉ 46 tâm này chỉ biết cảnh danh pháp thôi, chứ ngoài ra nó không biết gì khác. Thì như vậy giờ lôi xuống cái 40 siêu thế nè, 40 tâm siêu thế biết cảnh gì quý vị? 40 tâm siêu thế biết gì? Biết cảnh niết bàn ở ly xa thú, xa thú. Thì như vậy 40 tâm siêu thế nó biết danh pháp, tức là thuộc về niết bàn. À, nó biết là duy nhất chỉ có cảnh duy nhất là niết bàn, mà niết bàn thì thuộc về danh pháp. À, cho nên 40 tâm siêu thế này nhất định là chỉ biết một cảnh duy nhất là niết bàn, thấy chưa? Mà quý vị nắm được ha, tức là biết nhất định là danh pháp là 40 tâm siêu thế ha. Rồi bây giờ mình đi tới là ba thức vô biên xứ. Ba thức vô biên xứ này tại sao biết cảnh danh pháp nhất định? Thưa quý vị, là tại sao lại là sao đây? Một người trả lời là có ai nữa không? Hai người bắt không rồi, đúng rồi, chính xác. Thì cái thức vô biên xứ này nó lấy đối tượng là không vô biên xứ, mà không vô biên xứ này thuộc về cái gì vậy? Không vô biên xứ này thuộc về tâm, thì nó tâm nó thuộc về danh pháp. À, cho nên ba cái thức vô biên xứ này biết danh pháp, biết cái cảnh danh pháp là nó biết về cái cảnh đó lại đó, cái cảnh thiền đó lại của nó đó. Thì ba thức vô biên này biết cái không vô biên xứ nhất định. À, đó đối tượng nó là cảnh danh pháp nhất định. À, chứ nó không biết gì khác ngoài ra đó. Rồi, đó là ba thức vô biên xứ. Bây giờ mình bước qua cái nữa là ba phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là ba cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ nè. Thì nó biết cảnh danh pháp nhất định là nó bắt đối tượng nào đây? Biết vô sở hữu xứ, xa thứ, xa thứ. Bây giờ quý vị nắm bài hết không? Là thuộc không? Rồi, đúng rồi. Thì như vậy ba cái phi tưởng phi tưởng xứ này nó bắt cái đối tượng đó là vô sở hữu xứ và quả ly duy nhất ha. Rồi đúng rồi, là thuộc về danh pháp luôn. Bởi vì vô sở hữu xứ cũng là tâm, mà tâm thì thuộc danh pháp, mà ba cái phi tưởng này nó biết cảnh đó, cảnh danh pháp đó nhất định là duy nhất chỉ có cái đối tượng đó thôi. À, cho nên được gọi là biết cảnh danh pháp nhất định, gồm có 40 tâm và 40 tâm siêu thế, ba thức vô biên xứ và ba phi tưởng phi phi tưởng xứ. Được chưa? Quý vị nắm được chưa? Nắm được chưa? Cho đi luôn ha. Nắm được cho biết cái bông đi. Alo. Rồi, dễ ợt không? Có gì khó ha. Càng lúc chúng ta học, càng ngày mình càng thấy nó nhẹ, nó nhẹ bớt có gì. Giống như lúc đầu mình học thấy nó nặng, khó hiểu này, nhưng từ từ mình học mình thấy cũng dễ. Ôi, không có gì ha. Ôi. Học thời gian rồi cái hết biết luôn, học thời gian sau cái hết biết luôn. Rồi, ok, rồi giờ mình, mình biết cảnh nhất định, rồi giờ mình biết qua cái biết không nhất định, biết không nhất định.
Biết không nhất định. Có 43 tâm. 43 tâm. Rồi. 41 tâm dục giới. Trừ ngũ sân thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới trừ ngũ sân thức và ba ý giới. Cộng 25 thông. Cộng 200 thông. Rồi, như vậy là biết cảnh danh pháp không nhất định cho chúng ta biết là nó có 43 tâm. Nó có 43 tâm. Giờ đang lặp lại nữa ha. 43 tâm là 41 tâm dục giới trừ ngũ sân thức và bảy giới cộng 200 thông. Thì 41 cộng 2 là 43 đúng không? Thì dục giới thì có 54 tâm. Tâm dục giới có 54 mà trừ đi ngũ sân thức là 10. Như là ba ý giới nữa là 13. 13 là 54 trừ 13 thì còn 41, đúng chưa? Rồi quý vị kể thử 41 tâm dục giới là tâm nào đâu, quý vị kể giùm nghe đi. 41 tâm dục giới. Mười hai bất thiện. Rồi. Mười hai bất thiện gì nữa. Tám thiện dục giới. Năm vô nhân. Gì nữa. Năm vô nhân. Vì có năm thiện sắc giới trong đó là trật rồi, năm thiện sắc giới. 41 tâm dục giới nha, chứ không có sắc giới trong nha. 24 dục giới tịnh hảo, đúng rồi, xa thấu ha. Thì bây giờ mình ghi lại. 41 tâm dục giới là gì? 12 tâm bất thiện. Cộng gì nữa quý vị? Cộng 5 tâm vô nhân. Tâm vô nhân là trừ nãy nhưng trừ cái 13 kia ra ha, 13 cái tâm vô nhân rồi còn lại 5. Thì 5 tâm vô nhân cộng 24 dục giới tịnh hảo. Thực ra là 41 tâm dục giới, đúng không? Cô thư ký ghi lại cho rõ ràng đây. 41 tâm giới là 12 bất thiện cộng 5 vô nhân là 17. 17, 24 là 41, đúng rồi. 41. Thì là 41 tâm dục giới. Không biết cảnh danh pháp nhất định. Nó nhớ là 41 tâm dục giới này không biết cảnh danh pháp nhất định, tức là biết mà biết không nhất định. Đọc đúng lại đó là biết không nhất định. Tại sao biết không nhất định? Bây giờ 12 tâm bất thiện tại sao biết cảnh danh pháp không nhất định quý vị? 12 tâm bất thiện là 8 tham 2 sân 2 si, tại sao biết cảnh danh pháp không nhất định? Mười hai tâm bất thiện biết danh pháp và luôn cả sắc pháp luôn, xa thú tức là nó biết luôn cả sắc pháp luôn chứ không phải nó biết danh pháp. Cho nên 12 tâm bất thiện này biết cảnh danh pháp không nhất định là cái lý do bởi vì nó chỉ biết danh pháp và nó biết luôn cả sắc pháp luôn, cho nên nó được xếp vào trong cái nhóm là biết cảnh danh pháp không nhất định, đúng không? Rồi năm tâm vô nhân. Năm tâm vô nhân là những tâm gì đâu, kể lại thứ nghe coi. Năm tâm vô nhân.
Ba quan sát, kháng ý môn, sinh tiếu. Đúng rồi, cô Kim Dung ghi đúng rồi đó. Ba quan sát, một kháng ý môn, một sinh tiếu. À, thì như vậy có năm tâm vô nhân. Rồi, bây giờ tại sao ba cái quan sát này lại biết cảnh danh pháp không nhất định? Tại sao? Cô Hà nói là đúng á, đơn giản vậy thôi. Chứ mà biết danh pháp và sắc pháp, rồi nó biết danh và nó biết cả sắc luôn. Tức là nếu mà cảnh sắc đến thì cái kháng cái quan sát này nó cũng quan sát cảnh sắc, à, nó biết được cảnh sắc. À, mà nếu mà trong lục ý thì cái quan sát làm na cảnh nó biết được cảnh pháp, cảnh danh, danh pháp. Thì như vậy nó biết được cả hai danh pháp và sắc pháp luôn. À, cho nên nó được xếp vào cái nhóm là không nhất định, đúng chưa? Vì biết thì nắm chắc cái này không? Nắm chắc ba cái quan sát này chưa? Nếu mà cái cảnh sắc đó, ví dụ như mình nghe, âm thanh đi, nghe âm thanh thì cái âm thanh đó thì cái tâm quan sát là nó biết cái cảnh sắc đó, cảnh âm thanh đó thì nó biết thuộc về sắc pháp, đúng chưa? Vậy đây. Rồi đúng không? Rồi biết cả danh pháp và nó biết luôn cả sắc pháp luôn. Khi nó làm na cảnh thì nó biết cái cảnh của cái động tác đó thì nó biết thuộc về danh pháp. À, nó biết cái cảnh pháp thuộc về danh. À, thì như vậy nó vừa biết cả sắc pháp và nó biết luôn cả danh pháp luôn. Rồi thì như vậy là chúng ta qua được cái quan sát ha. Rồi kháng y môn thì sao? Kháng y môn, kháng y môn thì nó cũng như thế đó ha. Nếu mà trong cái lộ ngũ môn thì nó biết cũng biết cảnh sắc, và trong lộ ý môn nó biết luôn cảnh thuộc về danh pháp luôn. Thì như vậy nó vừa biết cả sắc vừa biết cả danh, và sinh tiếu cũng vậy luôn ha, cũng biết cả sắc và cái danh luôn. Thì như vậy đó là cái vô nhân. Rồi năm cái vô nhân là có cái gì nữa quý vị? Tâm vô nhân. Rồi tiếp theo là 24 tâm dục giới tịnh hảo thì cũng vậy ha. 24 tâm dục giới tịnh hảo thì nó vừa biết cảnh sắc và nó vừa biết luôn cả cảnh danh pháp luôn, sắc pháp và danh pháp, và nó biết luôn cả hai. À, thì như vậy là chúng ta có được 41 tâm dục giới, à, biết cảnh danh pháp không nhất định, bởi vì nó vừa biết cả danh và vừa biết cả sắc luôn. Rồi hai tâm thông thì đương nhiên là phải như vậy ha. Tâm thông vừa biết danh, biết sắc, biết đầy đủ ha. Thì như vậy 43 loại tâm này là vừa biết cả danh lẫn sắc, và nó còn biết luôn cả chế định luôn nha quý vị. Chẳng những biết danh sắc mà nó còn biết luôn cả chế định luôn, là những pháp chế định luôn, nó biết luôn. À, chứ không phải là những danh sắc không thôi. Cho nên 43 cái tâm này nó biết cả danh sắc, sắc và danh pháp, sắc pháp và chế định luôn, ghi thêm nó luôn cho nó đầy đủ luôn. 43 tâm. Bây giờ nắm được ý nè, nắm được ý một cách rõ ràng sâu sắc không? Trong cái tư tưởng mình nè. Tức là giờ 43 tâm biết cảnh không nhất định nè. 43 tâm này vừa biết cả danh lẫn sắc và luôn cả chế định luôn. À, luôn cả chế định tức là tục đế đó. Nó biết luôn cả tục đế luôn. Mà những cái loại tâm này là mình thường dùng rất là nhiều nha quý vị. Mình trong cái đời sống hàng ngày mình thường dùng rất là nhiều, ngay cả những lúc mình đi mình hành thiền cũng vậy, nó cũng mình sử dụng những cái loại tâm dục giới rất là nhiều, bởi vì mình trong phạm vi dục giới mà mình sử dụng rất là nhiều. À, mình biết danh pháp mình cũng biết, sắc pháp cũng biết, chế định mình cũng biết. À, cho nên mình phải biết rằng cái vấn đề nó ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình đều có hết, đầy đủ ha. Rồi ghi là tiếp là 43 tâm chỗ không nhất định đó, thì vừa biết cả danh lẫn sắc và chế định luôn.
Rồi, tôi biết cả danh lẫn sắc, biết cả danh lẫn do là tâm không nha, Như Quỳnh. Biết cả danh lẫn sắc và cả gia đình. Rồi ha, rồi, tổng cộng mình có bao nhiêu? Tổng cộng mình có là 46 với lại 43 và 89 tâm. Tổng cộng chúng ta có 89 tâm. Biết cả cảnh danh pháp. Tổng cộng này thì như vậy qua cái đề tài cảnh danh pháp này Namaramana này thì chi pháp chúng ta biết là tâm tâm sở và niết bàn, thì qua ba cái vấn đề chi pháp này thuộc về danh pháp là tâm tâm sở luôn, nó có tâm tâm sở và niết bàn luôn, thì ba cái này được gọi là danh pháp. Thì khi mà nói đến danh pháp thì nhất biết cảnh danh pháp nhất định, như vậy là học được biết là có 46 tâm, và biết không nhất định mình có 43 tâm. Mà cái biết không nhất định này á, là thường xuyên sử dụng ha. Còn cái biết nhất định á, thì rất là ít. Biết nhất định thì chúng ta thấy là chỉ có 40 tâm siêu thế. Tức là đây chỉ nói về cái tâm của những bậc thánh mới có sử dụng này thôi, là 40 tâm siêu thế. Hoặc là ba cái thức vô biên xứ, ba phi tưởng xứ này của những bậc tu thiền, chứng đắc thiền vô sắc. Thì người ta mới có những cái loại tâm lại biết được cảnh danh pháp nhất định. Còn với phàm nhân của mình thì mình có mình biết rất là nhiều ha, biết không, nhưng mà biết không nhất định, lúc thì biết danh, lúc biết sắc, lúc biết chế định, nó biết tùm lum tà la. Cho nên 43 tâm mà không nhất định này biết cảnh danh pháp cho chúng ta biết là mình có được 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông là biết được cảnh danh pháp không nhất định. Như vậy tổng cộng gồm có 89 tâm biết cảnh danh pháp vừa nhất định mà vừa không nhất định. Rồi, ok. Quý vị nắm hết không? Alo, nắm được chắc không? Qua wow, cái câu mới. Và số 14, cảnh sắc pháp. Cảnh sắc pháp. Rūpārammaṇa, cảnh sắc pháp. Pháp Rūpārammaṇa. Rồi, số 14 ha. Chắc kịp chưa? Alo. Chắc kịp chưa quý vị ơi? Rồi, về chi pháp có 28 sắc. Chi pháp có 28 sắc. Chi pháp có 28 sắc. Thì như vậy về sắc pháp á, mình đã từng học được biết ha, về sắc pháp nó có 28 sắc, tức là bốn sắc tứ đại, sắc tứ đại bốn sắc ha, đất nước lửa gió và 24 sắc y sinh. Thì như vậy chúng ta có 28 sắc thuộc về cảnh sắc pháp. Thì trong cái chi pháp 28 sắc pháp này thì chúng ta sẽ phân ra được làm hai, là có sắc thô và sắc tế. Thì bây giờ mình ghi sắc thô hai chấm có 12. Sắc thô có 12. Sắc thô có 12 là năm sắc thần kinh
cộng 7 sắc cảnh giới, 5 sắc thần kinh cộng 7 sắc cảnh giới. Năm sắc thần kinh cộng 7 sắc cảnh giới. Rồi, năm sắc thần kinh là chúng ta biết rồi. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Năm cái sắc thần kinh thuộc về sắc thô. Còn cộng 7 sắc cảnh giới. 7 sắc cảnh giới này tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc tức là tam đại, đất, lửa và gió. Như vậy tam đại là thuộc về sắc cảnh xúc. Cho nên bảy được gọi xếp vào 7 sắc cảnh giới là như vậy. Nhưng mà trong bản điều thì mình chỉ thấy có 4 ha. Mình thấy có cảnh sắc, thinh, khí, vị. Và cái cảnh xúc nó thuộc về tam đại. Mà tam đại thì nó nằm bên đất, nước, lửa, gió. Cho nên tam đại gồm có đất, lửa và gió thì được tam đại. Thì như vậy sắc thô cho chúng ta biết là có 12 là 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới, gồm có 4 cái sắc cảnh giới cộng tam đại là 7. Rồi ha, nắm được chưa? Rồi, với sắc tế 2 chấm có 16. Năm sắc thần kinh, đúng rồi, 7 sắc cảnh giới gồm có sắc, tinh, khí, vị và tam đại. Sắc, tinh, khí, vị và tam đại. 7 sắc cảnh giới là sắc, tinh, khí, vị và tam đại. Rồi, đúng rồi không? Tại vì vậy đó thuộc về sắc thô, mình có 12. Rồi giờ sắc tế, và còn những cái sắc còn lại, đó là 12, còn lại là 16. Và sắc tế có 16. Sắc tế có 16. Nước cộng 2 sắc tính. Nước cộng 2 sắc tính cộng sắc khí vật. Nước cộng 2 sắc tính cộng sắc khí vật. Cộng sắc mạng quyền. Cộng sắc vật thực. Cộng sắc hư không. Cộng 2 sắc biểu tri. Cộng 2 sắc biểu tri. Cộng 3 sắc đặc biệt. Cộng 4 sắc tứ tướng. Cộng 4 sắc tứ tướng. Rồi, như vậy sắc tế là chúng ta có những cái loại sắc mà vi tế khó, không thể khó mà nhìn thấy được ha, khó dùng bằng nhãn quan có thể nhìn thấy được cái điều này. Như chẳng hạn như nước, nước là thuộc sắc tế. Rồi sắc tính tức là cái hai cái sắc mà nó tạo nên là người nam và người nữ, sắc tính nam, sắc tính nữ là thuộc về sắc tế. Rồi sắc ý vật là sắc mà để mà chỗ nương cho tâm, kêu sắc ý vật. Rồi sắc mạng nguyên, sắc duy trì, gìn giữ đời sống, của sắc pháp. Rồi sắc vật thực hay là sắc dưỡng tố, sắc để mà nuôi dưỡng những sắc pháp khác được tồn tại. Rồi sắc hư không, rồi sắc hai, sắc biểu tri, thân biểu tổ biểu tri. Ba sắc đặc biệt, sắc kinh, sắc nhu, sắc kịch. Và bốn sắc tứ tướng là sinh, tiến, dị, diệt. Thì vậy sắc tế cho chúng ta biết là có 16 loại sắc tế. Sắc thô có 12.
tổng cộng chi pháp chúng ta có được 28 sắc là như vậy. Rồi bây giờ từ 28 sắc này nè, sắc thô và sắc thế này nè, có những cái loại tâm biết nhất định hay là biết không nhất định. Thì như vậy biết nhất định hai chấm có 13 tâm. Biết nhất định có 13 tâm. Biết nhất định có 13 tâm. Ngũ song thức cộng ba ý giới. Ngũ song thức cộng ba ý giới. Rồi, như vậy biết cảnh sắc pháp này nè, nhất định thì chỉ có 13 loại tâm có thể biết được cảnh sắc pháp một cách nhất định, tức là nó chỉ biết duy nhất cảnh sắc thôi, không biết gì khác ngoài ra. Thì như vậy ngũ song thức là cái gì quý vị? Alo, ngũ song thức là cái gì đây? Ngũ song thức là ngũ song rồi thức. Ngủ xong rồi thức. Rồi, như vậy ngủ xong thức là gì? Là nhân. Cặp nhãn, đúng rồi, hai nhãn. Hai nhĩ, hai tỷ, hai thiệt, hai thân. À, thiện, bất thiện, đúng rồi, xà đúng rồi, hay là bất thiện. Tức là từng cặp, à, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Từng cặp đó, tức là cặp cái thiện, cái bất thiện, thiện, bất thiện, ráp vô thành kia là ngủ xong sao. Rồi như vậy cái ngũ song thức này tại sao chỉ biết cảnh sắc pháp nhất định? Lấy một cái ví dụ như giờ nhãn thức tại sao chỉ biết cảnh sắc pháp nhất định? Nó biết được danh pháp không quý vị? Đúng rồi, xà thú chỉ biết được cảnh sắc thôi, bắt cảnh sắc duy nhất thôi. Tức là khi mà cái cảnh sắc nó đến vô cái vùng kiểm soát của con mắt mình á, thì từ cái cảnh sắc đó, nó đi vô cái chỗ của con người của mình á, vô cái con người vô cái vùng kiểm soát đó, thì từ đó cảnh sắc nó mới thông báo tín hiệu vô cái bộ não của mình, rồi nó vô xúc chạm vô cái dòng tâm thức. À, thì từ đó cái nhãn thức nó mới sanh lên, nó biết được cái cảnh sắc đó. Duy nhất nó chỉ sanh lên một sát na một, nó biết được cảnh sắc đó xong rồi nó diệt liền. Thì như vậy cảnh cái ngũ song thức này, tức là nhãn thức này chỉ biết duy nhất có cảnh sắc nhất định thôi, ngoài ra nó không biết gì khác. Cũng vậy, âm thanh cũng vậy, nó đi vô vùng kiểm soát của cái lỗ tai mình ha, vô trong lỗ tai mình, nó tiếp xúc vô cái màng nhĩ, xong nó truyền tín hiệu, nó tiếp xúc vô trong cái lộ tâm mình đang diễn biến ha, thì nó xúc chạm vào lộ tâm mình, lúc đó nhĩ thức mới sanh lên biết được cái âm thanh đó. Thì như vậy nhĩ thức duy nhất chỉ biết cảnh sắc mà thuộc về cảnh sắc thinh. À, thì cũng như thế đó, những cảnh sắc khác như vậy, sắc thinh khí vị xúc, thì vậy song thức duy nhất chỉ biết được cảnh sắc pháp. À, chỉ biết được cảnh sắc pháp là ngoài ra nó không biết cảnh ngoài sắc pháp ra, nó không biết được. À, cho nên được gọi là ngũ song thức, biết cảnh sắc pháp nhất định, không có biết ngoài ra. Và ngay cả cảnh nhãn thức đó, ngay cả nhãn thức thì cũng không thể biết được cảnh sắc ngoài ra của nó. Ví dụ nhãn thức nó chỉ biết cảnh sắc pháp, chứ nó không biết được cảnh thinh. Nó chỉ biết được cảnh sắc, nó không biết được cảnh thinh. Hoặc là nó không biết được cảnh vị, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà nó chỉ biết được cảnh sắc duy nhất mà thôi. À, cũng như vậy, nhĩ thức của vậy, nó chỉ biết được cảnh thinh, nó không biết được cảnh sắc, nó không biết được cảnh vị, nó không biết được cảnh khí, không biết được cảnh xúc, nó chỉ biết được âm thanh như vậy thôi. Thì như vậy, ngũ song thức duy nhất là chỉ biết được cảnh sắc, cảnh sắc pháp, là không biết được cảnh danh pháp. Rồi, ba ý giới là gì quý vị? Ba ý giới... hai tiếp thâu kháng ngũ môn, xà thủ hai tiếp thâu kháng ngũ môn.
thì hai tiếp thâu các, đúng không? Cũng vậy luôn, khi mà cái cảnh, thí dụ như cảnh sắc nó đến thì cái kháng ngũ môn sanh lên, nó biết được cảnh sắc đó à, rồi mới tiếp theo tiếp đến là nhãn thức là sanh lên, thì như vậy kháng ngũ môn cũng biết được cảnh sắc duy nhất, rồi tới à, tiếp thâu nó vậy, tiếp thâu những cái cảnh sắc vô nó duy nhất, mà chỉ biết thuộc về cảnh sắc, không biết những cảnh ngoài ra. Cho nên lý do như vậy ba cái ý giới này không thể biết cảnh ngoài cảnh sắc à, không thể biết ngoài cảnh sắc pháp. À, như vậy nhất định có cho chúng ta biết là 13 tâm là ngũ sanh thức và ba ý giới biết cảnh sắc pháp nhất định. Ok ha, rồi xong tới biết không nhất định. Có 43 tâm. Biết không nhất định có 43 tâm. Hồi xưa chúng ta học cái bài này cái gì? Mình đọc học theo sách nhưng mà ghi đó, học lùng bụng biết nói gì cũng khùng lắm gì tôm lum tà lá, nhưng mà khi mình hiểu rồi, mình nắm được là mình phân ra là mình sẽ thấy nó dễ dàng, nó rõ ràng ha, thấy không có gì khó khăn, thấy chữ số đủ thứ mà thực sự nó cũng không có gì à, rồi biết không nhất định thì nhân như mình nói biết không nhất định có 43 tâm, tức là biết sắc pháp không nhất định thì có 41 tâm dục giới, cũng giống như cái bài trên ha, 41 tâm dục giới trừ ngũ sanh thức và ba ý giới cộng hai tâm thông à, thì nó cũng vậy thôi. Bốn mươi ba tâm tâm dục giới trừ ngũ sanh thức và ba ý giới cộng hai tâm thông, thì vậy 41 tâm dục giới này nó vừa biết cảnh sắc pháp, nó biết luôn cảnh danh pháp và nó biết luôn cảnh thực tế luôn, cho nên nó được gọi là biết cảnh sắc pháp không nhất định. Thì cũng như thế đó, ngũ sanh thức trừ cái ngũ sanh thức của ba giới ra, chúng ta còn được 41 tâm dục giới như phần trên nãy mình học ha. Rồi hai tâm thông cũng vậy, hai tâm thông thì biết tùm lum ha, à, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông gì đủ thứ. Thì như vậy cái cảnh sắc pháp biết nhất định là mình có bao nhiêu, biết nhất định là chúng ta có 13 tâm và biết không nhất định có 43 tâm, tổng cộng là chúng ta có là như 43 như 13 à, 56 tâm. Rồi tổng cộng chúng ta có được 56 tâm biết được cảnh sắc pháp. Như vậy là hôm nay chúng ta đã học được hai cái cảnh mà à, rất là gần gũi của mình trong cái đời sống hàng ngày ha, tức là mình thường xuyên mình gặp phải ha, tức là cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp à, cho nên khi mình hiểu mình biết như vậy rồi, rồi đi vào cái pháp hành là mình sẽ thấy được vấn đề rõ ràng hơn à, thì khi mình biết cảnh sắc thì mình biết được tâm nào nó có thể biết được cảnh sắc pháp, tâm nào không, tâm nào mà biết cảnh danh pháp, tâm nào không biết à, một cách rõ ràng à, như vậy tổng cộng chúng ta có được là 56 tâm à, biết nhất định 13, biết không nhất định 43, thuộc về cảnh sắc pháp. Rồi, thưa quý vị, hôm nay là chúng ta đã học được hai cái số 13, số 14, cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp. À, đến đây là vừa phải lẽ ha. Và hôm nay là chúng ta nắm một cách rõ ràng, cách chính xác ha. Từ từ chúng ta hôm nay đến số 14 ha. Là chúng ta còn có 21 cảnh, là còn có 7 bài nữa. 7 bài nữa là mình học xong cái phần cảnh. Và do phước quý báu mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống có trí tuệ, thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Và nhất là khi chúng ta còn trong luân hồi, nguyện đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo do phước báo của diệu pháp này. À, nguyện cho tất cả chúng ta luôn được sanh làm người trời và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn. Dạ, Nam mô Phật Thầy dạ. Trả lại cho MC dạ. Sa thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh rất nhiều đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ sau đây con kính mời sư Nguyên Thông, dạ con không biết sư Nguyên Thông có trước máy không ạ. À? Dạ con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi học pháp ạ. À. Dạ con xin xin mít ạ.
Vavatu sapa mangalang rakhang tu sapa devata sapa buddha nufave nasara soti pavang tu te pavatu sapa mangalang rakhang tu sapa devata sapa dhamma nufave nasara soti pavang tu te pavatu sapa mangalang rakhang tu sapa devata sapa sangha nufave nasara soti Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do người nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re po thi ka re ta hin ta hin. Ta thamma da ne na pa wan tu ku chi ta so ting ka ron te pa wi ha ga man da le. Te ra cha mat cha na wa ka cha fit ka wo sa ra mi ka da na ta pa u pu sa ka. Ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sam pa na pu ta su ki ta pa wan tu te. Chala pi chala pucha ye pi cha anda sampawa sanse da cha ta athawu papatika niya ni kam thamma warang patichate sampe pi dukkha sakaron tu sankhayang tha tu chirang satang thammo thamma thara chapungala Sankho ho tu samakko wa aptha chahita chahita ya abham he rakkattu sattammo sambe pi dhammacharino uttin samapuneya ma dhamma vijappave dite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nguyện chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu dạy, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân quý sư và kính tri ân thầy kinh đã đến với đạo tràng giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến room và tham gia buổi học tối ngày hôm nay ạ. À. Và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Và con một lần nữa con kính chúc đạo tràng có một cuối tuần vui vẻ ạ. À. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Săng Kha Giá. Dạ, con kính tạm biệt đạo tràng ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Kính mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai. Vào ngày thứ hai con xin sám hối, vào ngày thứ hai và chúng ta sẽ gặp lại sư Pháp Thanh, sư sẽ tiếp tục giảng cho đạo tràng về 37 phẩm trợ đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính tạm biệt đạo tràng ạ. À.